Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé kênh thì mình xin giới thiệu mình là một huấn luyện viên đã được 10 năm rồi. Và bạn nào muốn có một hình thể đẹp, săn chắc và có thêm một chút kinh nghiệm thì đừng quên follow kênh của mình và xem những video về tập luyện ăn uống của mình nhá. Hôm nay bài tập của chúng ta sẽ tập luyện cho toàn bộ phần lưng để các bạn có một phần lưng thứ nhất là siết mỡ, thứ hai là làm cho lưng của mình không bị gù, thứ ba là trông phần lưng của mình quyến rũ hơn. Đối với người khác thì không biết thế nào, nhưng đối với Trang thì phần lưng là một phần quyến rũ gần như nhất cơ thể của người phụ nữ, nên là chúng ta đừng bỏ quên phần này nhé. Bởi vì khi tập luyện phần này nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể chỉnh form người, các bạn đứng sẽ thẳng hơn, các bạn sẽ đứng đúng tư thế hơn, từ đó tạo một cái tư thế tự tin và hình thể cũng sẽ đẹp hơn nữa. Nào, chúng ta hãy bắt đầu vào tập luyện cùng Trang nhé. Bài tập này các bạn chỉ việc đứng dậy và tập thôi, không cần chuẩn bị gì cả. Rồi, chúng ta có đến động tác đầu tiên, mình sẽ làm nóng cái phần tay vai của mình này. Xoay vòng tròn, và các bạn nhìn này, mình không xoay bằng cổ tay, cũng không xoay bằng khuỷu tay, mà mình xoay bằng toàn bộ phần bả vai của mình. Nhẹ nhàng. Quặn vai ra sau. Ok, ngược lại, quay về phía trước. Bắt đầu cảm nhận cái phần tay vai của mình nó nóng hơn một chút, đúng không? Ok, hạ xuống, thả lỏng. Tiếp tục chúng ta chuẩn bị đến động tác tiếp theo. Mình sẽ có đóng và mở. Khi đóng các bạn co người lại, và khi mở các bạn mở ngực lên và ép hai phần vai về phía sau. Đóng, mở. Đơn giản đúng không? Chúng ta không cần làm nhanh đâu, nhưng mình sẽ làm chậm để mình cảm nhận toàn bộ động tác của mình mọi người nhé. Nào, mình sẽ làm ngang cho mọi người xem này. Đóng, mở. Đóng, mở. Ép và siết hai bả vai lại với nhau. Siết toàn bộ hai bả vai. Ok, rất tốt, hạ xuống nào. Bắt đầu phần vai nóng hơn đúng không? Nhưng mà chưa xong đâu, chúng ta mới chỉ là khởi động thôi. Mình sẽ đến động tác tiếp theo. Mở hai lòng bàn tay lên trên và mình đẩy tay lên. Chúng ta cảm giác trên hai lòng bàn tay của mình nó có một quả bóng, và mình cần nâng quả bóng lên trên trời. Cảm nhận toàn bộ phần vai của mình khá là mỏi đúng không mọi người? Cố gắng lên nhé. Nóng, mệt nhưng mà rất đã. Rồi bây giờ mình cảm giác mình bay lên, mình đập cánh và bay lên cao. Lưu ý một điều là các bạn có thể nhìn thấy này, chúng ta luôn giữ phần ngực của mình mở, người trên một đường thẳng. Ok, rất tốt, hạ xuống, hít thở. Nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào gồng nhiều hơn vào phần vai của mình. Các bạn sẽ đan hai tay về phía sau và chúng ta sẽ gồng, đẩy, khuỷu tay về phía sau. Bàn tay đưa xa ra khỏi người của mình. Lưu ý là các bạn phải siết toàn bộ hai phần bả vai lại thật là chắc. Chúng ta có thể nhìn thấy phần giữa lưng của mình nó có một cái đường siết lại. Cảm nhận hai cái phần bắp thịt ở phần vai của mình được gồng và ép lại với nhau. Động tác này thế này thôi mà cực kỳ mỏi và đau, tại vì nó sẽ chỉnh lại form của cơ thể của mình để giúp phần lưng vai của mình thẳng hơn. Ok, rồi hít thở lại một chút, thả lỏng. Nào, bây giờ vẫn là động tác như vậy, nhưng mình sẽ đến với halfway, nghĩa là mình sẽ nhấp tại chỗ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Thẳng lưng, mở ngực và nhấp. Các bạn có thể nhìn thấy phần vai lưng của mình được gồng chắc lại, hai bả vai ép lại với nhau, gồng và siết liên tục cái phần bả vai của mình. Làm xong động tác này thôi là các bạn đã cảm giác như cái phần lưng của mình nó thẳng hẳn lên rồi. Siết liên tục. dần dần cái phần cơ vai lưng của mọi người khỏe. Từ đó thì cái việc đứng thẳng và cái việc thẳng lưng nó không còn khó khăn nữa, mà nó rất là dễ dàng, giống như là một tư thế tự nhiên của cơ thể vậy. Ok, rồi hạ xuống. Nào mình cùng đến động tác tiếp theo. Chúng ta vẫn là tập những bài kéo về phía sau mọi người nhé. Sẵn sàng chưa? Nào, hai tay khuỷu tay chạm vào nhau, mở. Lưu ý là phần cơ chúng ta sử dụng ở đây chính là phần bả vai phía sau của mình. Không hạ thấp khuỷu tay, chúng ta đưa khuỷu tay lên cao. Khuỷu tay lên cao để cảm nhận nhiều hơn vào phần vai của mình mọi người nhé. Ép hai bả vai phía sau lại. Ép lại. Ép chặt. Mình cực kỳ thích tập những cái bài tập cho lưng thế này, tại vì nó sẽ làm form người của mình đẹp hơn, thẳng hơn, mà lại giúp cái phần lưng của mình nó có những cái đường cơ lưng, những cái rãnh lưng nó rất là đẹp, đúng không? Nào mọi người đan hai tay lại với nhau như thế này, và chúng ta kéo hai khuỷu tay sát vào đầu, kéo chắc, siết siết. Mình kéo sang cái khuỷu tay còn lại, kéo sát vào đầu, và cái phần khuỷu tay ở dưới thì mình sẽ ép sát vào phần eo của mình. Rất là thích. Mắt nhìn thẳng về phía trước, không cúi đầu mọi người nhé. Chúng ta cúi đầu xuống mà mọi người để mắt nhìn thẳng về phía trước. Đưa toàn bộ cái phần tay của mình về phía sau đầu. Ok, rất là tốt, hít thở nào. Động tác tiếp theo mọi người sẽ có hai khuỷu tay. Mình ôm lấy bàn tay, ôm lấy khuỷu tay của mình. Và đơn giản thôi, chúng ta đưa hết về phía sau. Đưa sao cho cái cánh tay của mình không chạm vào đỉnh đầu. Vì vậy mọi người phải vươn cái tay của mình lên cao hơn, đặc biệt là bả vai. Gồng và siết lại, siết, nhả, siết chặt, nhả. Khi mà đưa hết về phía sau thì chúng ta sẽ có một vài giây mình gồng và giữ lại, siết ở đó đã, rồi mình mới thả ra mọi người nhé. Ok, rất tốt. Nào động tác tiếp theo, chúng ta giơ hai ngón cái lên, tốt đúng không ạ? Hướng ngón cái ra ngoài và mình sẽ đẩy ngón cái về phía sau tạo thành một vòng tròn. Liên tục, mình sẽ làm ngang cho mọi người xem nhé. Lưu ý động tác này là không gù lưng, mà mình sẽ phải giữ tư thế lưng vai trên một đường thẳng. Quan trọng nhất là chúng ta ép được hai phần lưng của mình, hai cái phần bả vai này, hai cánh lưng của mình gồng và siết lại với nhau. Chỉnh form tư thế của mình là mọi người. Rất là tốt. Ok, mình sẽ đứng nghiêng động tác này để mọi người nhìn rõ này. Chúng ta hơi chùm đầu gối xuống và hơi gập người về phía trước. Rồi, vẫn là toàn bộ phần giải lưng phía sau. Mọi người dùng cái lòng bàn tay của mình hướng lên trời, đẩy lên. Ở tư thế này mọi người nhìn nhé, cái tay của Trang nó trên một đường thẳng. Tay mình càng thẳng bao nhiêu thì cảm nhận vào phần lưng, cái phần lưng này của mình nó sẽ nhiều bấy nhiêu. Và các bạn muốn có một cái phần lưng sexy và rãnh lưng nhiều hơn thì đây là một bài tập cực kỳ hiệu quả. Nào mọi người tập với Trang nhé, đẩy về sau. Siết, nhấp liên tục. Bài này thì sẽ không chỉ mỏi ở một mình phần tay vai của mình đâu, mà nó sẽ còn cảm nhận toàn bộ phần lưng của mình nữa. Nên đây là một bài tập mà mình cực kỳ thích. Tại vì nó sẽ giúp mình vận động toàn bộ nhóm cơ lưng phía sau này cùng một lúc mọi người nhé. Vẫn là tư thế như vậy, chùm gối, gập người về phía trước. Bây giờ mình sẽ cần nhiều lực hơn. Siết giữ lại vài giây, nhả. Gồng lên. Các bạn ơi cố lên. Xong một bài tập thôi là ta thấy cực kỳ đã rồi. Và cái phần lưng của mình mọi người sẽ thấy khác ngay lập tức. Khi mà chúng ta ngồi hay chúng ta bất cứ một cái việc gì thì mọi người cũng sẽ thấy là cái phần lưng của mình nó thẳng hơn rất là nhiều. Ok, nào, hít thở lại một chút. Mình đã cảm thấy phần bả vai của mình rất là mỏi đúng không? Mọi người sẽ để hai khuỷu tay chạm vào nhau. Và từ đây, mình nhấc cái khuỷu tay lên trên như thế này. Ở động tác này thì chúng ta lại tập vào phần nào? Mọi người ơi, chúng ta sẽ tập vào toàn bộ phần cổ, phần xương quai xanh này, phần bả vai của mình này. Đó, chạm hai khuỷu tay và mình nhấc lên. Cố gắng chúng ta để có một cái phần tay vai nó thon gọn. Chúng ta vừa không gầy mà cái phần tay vai của mình nó vẫn đẹp, vẫn lộ xương quai xanh, vẫn lộ cái đường nét, thì đấy mới là quan trọng. Đấy mới là cái điều mà chúng ta mong muốn đúng không? Chứ còn nếu mà mình gầy mà mình lộ ra thì nó còn không là đẹp nữa rồi. Các bạn phải vừa, cần mập, cần to ở chỗ to và cần nhỏ ở chỗ nhỏ thì nó mới là đẹp nhá. Hít thở. Nào, lại tiếp tục múa, mở, đóng. Cố lên. Nào, mình đưa thẳng hai tay về phía trước. Giữ lại đây một chút để cho cái phần vai của mình vừa tập nó nóng hơn nhá. Cái phần cổ này của mình nó siết hơn này. Mọi người thấy cái phần xương quai xanh của mình chưa? Gồng vào đấy lên. Và mình đang chéo hai tay vào nhau như thế này. Nào, đừng gù lưng nhá. Đừng mỏi quá mà chúng ta mất cái tư thế thẳng lưng của mình. Mình giữ ngực và lưng thẳng. Đan hai tay vào nhau liên tục. Tăng tốc. Rất là tốt, chúng ta còn một tác cuối cùng nữa thôi. Nó lên cùng mình nào. Nếu mà tập luyện ý, mà nếu nó không đau này, không mỏi này, thì chắc chắn là cái việc đạt được cái quả nó là cái điều không thể rồi. Nên các bạn đã muốn thay đổi và muốn đẹp thì các bạn phải xác định rằng là nó sẽ đau, mỏi, nhức và sẽ mệt. Động tác tiếp theo, thay vì chúng ta đang chéo thì mình sẽ mở dọc. Mọi người sẵn sàng chưa? Mở dọc lên nhé. Tiếp tục là bẻ người, bẻ lưng về phía sau, siết phần lưng lại. Ok, rất tốt. Nào mọi người ơi, mình sẽ hít thở. Và chúng ta sẽ giãn cơ ra một chút mọi người nhé. Tôi thấy mỏi phần bả vai đúng không? Không sao, nào mọi người đan chéo hai tay. Hơi còng phần vai của mình lại để mình giãn toàn bộ phần lưng. Ok, sau đó chúng ta nắm hai tay về phía sau. Kéo căng. Mắt nhìn lên. Giãn từ phần cổ xuống và toàn bộ phần lưng của mình. Nào, ép thẳng tay sát vào người, sao cho cả cánh tay của chúng ta chạm vào phần ngực nếu có thể nhé. Và tương tự, cầm khuỷu tay đưa qua đầu, tay ở phía sau. Càng thấp xuống dưới cái phần lưng của mình càng tốt. nó sẽ càng giãn được phần tay sau nhiều hơn. Tương tự đổi bên này, ép sát vào đầu và cố gắng ép phần tay xuống sát với phần lưng của mình. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập chống gù lưng cho mình rồi. Và mọi người ơi, chúng ta cảm thấy như thế nào? Tập luyện có thích không? Thì đừng quên comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và đón xem những video của Trang và những cái bài tập sau. Và đừng quên là nhấn like và follow để mình có thêm động lực làm nhiều video nữa nhé. Love you!